Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ngọc Phú. Cấp tỉnh có ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Cấp huyện có ông Ngô Công Thức, Bí thư huyện ủy cùng các đồng chí ban thường vụ huyện ủy đón tiếp Phó Chủ tịch nước và tham dự buổi tặng quà. Tại buổi trao tặng quà, báo cáo với Phó Chủ tịch nước, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban dân quyền nhấn mạnh: Toàn quyện hiện có 4.620 gia đình có công, trong đó có 85 mẹ Việt Nam anh hùng, hiện hai mẹ còn sống, 25 cán bộ lão thành cách mạng, 1.083 người tiền khởi nghĩa và liệt sĩ, 674 thương binh. Quyện An Phú Vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, quyện đã chi trả các chế độ chính sách đến các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với số tiền trên 13 tỷ đồng cất mới và sửa chữa 22 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trị giá trên 450 triệu đồng thực hiện chi trả một lần và mai tán phí gần 800 triệu đồng tại buổi thăm tặng quà thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã gửi lời thăm hỏi ân cần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thương binh bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân một phần xương máu của mình cho độc lập tự do của tổ quốc Phó Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ chính quyền huyện An Phú trong thời gian qua như phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đã dành tình cảm, nguồn lực để chăm lo tốt đời sống cho người có công. Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước yêu cầu huyện cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ, nhân dân về truyền thống anh hùng, khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới, chăm lo tốt đời sống của những người có công trên địa bàn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần quan tâm đúng mức sự phát triển kinh tế quyền An Phú, đặc biệt là kinh tế biên mậu, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các quyền giáp biên, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Ông Ngô Công Thức, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm sâu sắc của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Đồng thời Bí thư huyện ủy tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, hứa sẽ tiếp tục giữ vững thành quả đạt được trong thời gian qua. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết, quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đối với gia đình chính sách, người có công với nước. Tăng cường phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế biên giới, góp phần xây dựng quê hương an phú ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh dịp này Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 50 xuất quà cho 50 gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn huyện và trao bản tượng trưng tặng 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện.